Trong số xem băng của ngày hôm qua, chúng ta đã nói về thắng lợi hủy diệt của Barcelona trước Liverpool ở trận bán kết lượt đi trên sân vận động Camp Nou với tỷ số 3-0. Suarez rồi Messi rồi lại là Messi đã khiến cho những người hâm mộ của The Kop phải nghẹn lòng, rất khó tả. Liverpool đang đứng trước nguy cơ phải đối diện với một mùa giải trắng tay dù rằng họ đã nỗ lực đến tột cùng. Tại thời điểm đó, đã có những tin đồn rằng Mohamed Salah sẽ đến Real Madrid khi mùa giải khép lại nếu như Liverpool không đoạt được bất cứ một danh hiệu nào trong mùa giải 2018-2019. Anh sẽ rời đi vì danh hiệu ư? Và người hâm mộ của Liverpool đã nghĩ đến đủ thứ viễn cảnh tồi tệ rồi. Một Liverpool mà ông chủ tịch Klopp đang dày công xây dựng sẽ đổ sập sau một đêm nếu như The Kop không tự nỗ lực bứt phá. Có lẽ những cổ viên lạc quan nhất của Liverpool cũng không tin rằng đội bóng của mình có thể làm được điều gì đó trước một Barcelona hùng mạnh với một Messi đang đạt được phong độ khủng khiếp nhất trong vài năm trở lại đây. Sau trận thảm bại 3-0 trước Barcelona trận bán kết lượt đi, Liverpool vẫn chưa mất hoàn toàn tinh thần khi họ vẫn đánh bại được Newcastle 3-2 trên sân vận động St. James Park, qua đó nuôi hy vọng mong manh trong việc xoắn ngôi vương của Manchester City. Khốn thay, Manchester City cũng thắng và cách biệt duy trì một điểm mà mùa giải thì chỉ còn có một vòng đấu nữa là kết thúc. Với sự ổn định đến điên rồ của Man City, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc từ khi đội bóng vùng Merseyside để The Citizen vượt lên ở vòng thứ 30 rồi. Sau đó là câu chuyện tại Ngoại Anh, trước mắt của Liverpool là một thử thách khó đến điên rồ. Bị dẫn 3 bàn dường như vẫn chưa đủ khó, ông trời đã trêu đùa trái tim của các cổ viên The Kop khi ông Jurgen Klopp đã tuyên bố trước buổi họp báo trước trận rằng hai trong số tiền đạo chủ lực của ông không thể tham dự trận lượt về. Dù rất tiếc nhưng cả Roberto Firmino và Mohamed Salah đều sẽ không thể đồng hành cùng Liverpool. Và thử thách ấy còn khó đến nỗi mà một trong những người quan trọng nhất của Liverpool là huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng không thực sự có nhiều sự lạc quan trước thềm trận đấu sinh tử này. Ông đóng cánh cửa phòng thay đồ lại và có lẽ đã có một màn thuyết trình kinh điển nhất lịch sử Champions League. Này các cậu, thường thì tôi sẽ chỉ nói về chiến thuật thôi, nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho các cậu biết về sự thật. Chúng ta sẽ phải ra sân mà thiếu đi sự phục vụ của hai tiền đạo có lẽ là xuất sắc nhất thế giới. Các cậu biết họ đang nói thứ gì ở ngoài kia không? Họ nói rằng chúng ta chẳng thể làm được trò trống gì cả. Và thật lòng mà nói thì việc chúng ta lội ngược dòng trông có vẻ như là một điều bất khả thi phải không? Không, tôi không tin như vậy. Chỉ có các cậu mới được quyền quyết định vận mệnh của mình. Kết quả của trận đấu này không được quyết định bởi kỹ năng của từng cầu thủ đâu. Đó là câu chuyện của một người vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống đấy. Xin hãy nhớ lời cuối cùng của tôi. Nếu chúng ta thua, xin hãy để trận thua này lưu vào trong tâm khảm của người hâm mộ. Không có nhiều những lời hoa mỹ, Klopp đã thừa nhận đây là một trận đấu rất khó. Điểm tựa duy nhất của Liverpool chính là Anfield. Người ta thường nói ở đâu có ý chí ở đó có con đường. Và ý chí người Liverpool sớm thôi sẽ được chuyển hóa thành con đường thực sự trên sân khấu Anfield vĩ đại. Trước trận đấu dù khéo léo trên mặt báo chí, nhưng người Liverpool không phải là những kẻ ngốc. Họ nhận ra được sự hậm hĩnh của Barcelona phía đối diện. Hàng loạt bài báo đã được lên để vẽ ra những kịch bản về một trận chung kết Champions League nơi mà Barca dự kiến sẽ tham dự. Barca càng hậm hĩnh, Liverpool càng nung nấu ý định phục thủ. Như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng, phượng hoàng lửa nước Anh sẽ vực dậy từ đống tro tàn và phả hơi nóng dữ dội về phía Barca. Huấn luyện viên Jurgen Klopp gặp tổn thất rất lớn khi ngôi sao số 1 của họ Mohamed Salah dính chấn thương và vắng mặt trong trận bán kết lượt về với Barcelona. 11 cái tên ra sân của Liverpool bao gồm cho trận đáng tin cậy người Brazil Alisson Becker, Virgil van Dijk và Joao Matip tiếp tục là bộ đôi trung vệ của lữ đoàn đỏ. Cặp cánh có sự thay đổi khi Trent Alexander-Arnold thay thế cho Joe Gomez, cánh đối diện vẫn là Andy Robertson. Bộ ba hàng tiền vệ có sự chỉ huy của đội trưởng Jordan Henderson, Fabinho và James Milner sẽ hỗ trợ cho tiền vệ người Anh. Sedan Sakiri được lựa chọn để thay thế cho Salah, Divock Origi đóng vai trò số 9. Người chơi trên hàng công còn lại là Sadio Mane. Ernesto Valverde vẫn giữ nguyên bộ khung giúp Barcelona đánh bại Liverpool 3-0 ở lượt đi. 11 cái tên bao gồm Marc-André Ter Stegen đứng trong khung gỗ. Bộ tứ vệ bao gồm Gerard Pique, Clément Lenglet, Jordi Alba và Sergi Roberto. Philippe Coutinho có lần đầu trở về mái nhà xưa Anfield, Ivan Rakitic và Sergio Busquets chơi trung tâm hàng tiền vệ. Vai trò tiền vệ cánh phải thuộc về Arturo Vidal. Chơi cao nhất trên hàng công không ai khác ngoài song sát Lionel Messi và Luis Suarez. Mặc dù để thua đến 0-3 trận lượt đi, nhưng khi trở về sân nhà Anfield, lữ đoàn đỏ vẫn giữ cho mình một bầu không khí vô cùng sôi động và các cầu thủ cũng không có vẻ gì là mất tinh thần sau trận thua đó. Trọng tài Kunis Kakir thổi còi bắt đầu hiệp 1. Barcelona với lợi thế được giao bóng trước đã ngay lập tức tổ chức tấn công lên phần sân của đội chủ nhà. Chỉ 30 giây sau, Messi có pha đi bóng sộc thẳng vào trung lộ của đội chủ nhà. Như thường lệ có đến 2-3 cái tên ập vào ngăn cản thiên tài người Argentina. Messi ngay lập tức ngã ra, khuôn mặt của anh rất tức giận khi đòi một quả phạt ngay trước vòng 16m50. Không chỉ vậy, Andy Robertson có tác động vào vùng đầu của El Fuga. Messi cho rằng đó là một pha đánh nguội, nhưng trọng tài chỉ nhắc nhở cả hai và cuối cùng
chẳng có một quả phạt hay tấm thẻ đỏ nào được rút ra cả. Sau tình huống đó, Liverpool tổ chức phản công xuất phát từ cánh trái của Sadio Mane. Cầu thủ người Senegal chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Shaqiri. Pha nửa sút đường chuyền của anh vô tình đúng với đà băng lên của Henderson. Rất may Alba đã pha giải vây kịp thời. Bên ngoài đường pitch, Van Verde và Klopp vẫn tỏ ra khá bình thản với diễn biến trận đấu rất nhanh ở trên sân. Những phút tiếp theo không khó hiểu khi Liverpool là người nắm thế chủ động. Họ rất cần bàn thắng từ sớm để nghĩ về cuộc lội ngược dòng trước Blaugrana. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Sau liên tiếp những pha hãm thành, Liverpool đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 7, Mane có pha đảo cánh với Shaqiri. Tiền đạo người Senegal ngay lập tức tạo ra dấu ấn khi anh có pha bàn bật nhịp nhàng với Jordan Henderson. Tiền vệ người Anh sộc thẳng vào vòng 16m50 của Barcelona. Pha ngoặt bóng của anh loại bỏ hoàn toàn Pique. Henderson tung ra cú dứt điểm về phía của Ter Stegen. Thủ môn người Đức đã xuất sắc cản phá nó. Nhưng không may cho anh khi trái bóng bật ra và Origi lập tức đá bồi ghi bàn thắng mở điểm vô cùng quan trọng cho The Kop. Cả cầu trường Anfield như muốn nổ tung với bàn thắng này. Họ tin rằng đây sẽ là tình huống mở ra một cuộc lội ngược dòng kinh điển khác của Liverpool như cái cách họ đã làm tại đêm Istanbul huyền diệu. Khuôn mặt cầu thủ Barcelona đang bắt đầu lo lắng khi bóng chỉ mới lăn chưa được 10 phút, khoảng cách giờ đây chỉ còn là 2 bàn thôi. Dĩ nhiên Barcelona không muốn chuyện đó xảy ra, họ ngay lập tức sốc lại tinh thần và tổ chức những pha tấn công. Messi suýt đã có bàn thắng thứ 13 tại Champions League mùa giải năm đó nếu như cú sút bằng chân thuận của anh không bị thủ thành Alisson xuất sắc cản phá. Dù chơi trên sân khách nhưng Barcelona tỏ ra vượt trội hơn khi họ liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm khác về phía khung thành của Liverpool. Hết Messi rồi đến Coutinho tung ra những pha dứt điểm, nhưng bảng tỷ số vẫn chỉ là 1-0 cho đội chủ nhà. Trước trận đấu này, khi được hỏi về việc liệu Luis Suarez có ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ hay không, cầu thủ 32 tuổi cười rất tươi và đáp rằng, tất nhiên là có rồi. Có lẽ vì thế mà các cổ động viên trên khán đài liên tục có những pha huýt sáo khi Suarez có bóng ở trong chân. Họ còn tỏ ra háo hức mỗi khi Suarez bị các thủ Liverpool phạm lỗi. Hết Fabinho rồi đến Milner đốn hạ tiền đạo người Uruguay. Những đồng đội của Suarez tỏ ra không hài lòng khi anh liên tục bị các thủ đội chủ nhà chơi xấu. Họ liên tục có những phàn nàn với trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chỉ có một tấm thẻ vàng cảnh cáo cho Fabinho. Trong những phút còn lại, những tình huống phạm lỗi của cả hai bên mới là điểm nóng trên sân chứ không phải những pha về hãm khung thành. Bên phía Barcelona với sự dẫn đầu của Arturo Vidal liên tiếp có những pha trả đũa với cầu thủ đội chủ nhà. Tấm thẻ vàng ở cuối hiệp 1 của Busquets là điểm kết cho 45 phút đầu tiên đầy drama giữa hai bên, cả hai tạm thời ra sân với kết quả 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong cái rủi lại có cái may, Salah và Firmino chấn thương đã giúp cho Origi có thêm cơ hội được ra sân và thần tài của Liverpool đã không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thể hiện cái duyên ghi bàn của mình. Vẫn còn ít nhất 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2 để những người hâm mộ Liverpool mơ mộng về một kịch bản tuyệt đẹp. Khó lắm, nhưng không gì là không thể. Barca chẳng phải cũng đã từng ngã ngựa trước một AS Roma hay sao? Không ai đánh thấy ước mơ cả, Liverpool đã tiến được đến đây rồi. Quên sạch Premier League đi, quên Man City đi. Đây là trận chiến của họ và Barca. Chỉ có đối thủ duy nhất này thôi. Tiến lên nào, lữ đoàn đỏ ơi. Đến giờ trở lại sân đấu rồi. Hiệp 2 bắt đầu với sự thay đổi người bất đắc dĩ của đội chủ nhà Liverpool khi mà Andy Robertson bị chấn thương và nhường vị trí cho Jorginho Wijnaldum. Quyền giao bóng lúc này thuộc về đội chủ nhà. Dù đã có bàn dẫn trước từ hiệp 1, thế nhưng khoảng cách vẫn là 2 bàn cách biệt sau 2 lượt trận. Điều đó đồng nghĩa với việc The Kop sẽ cần phải ghi hơn 3 bàn và không để thủng lưới thêm bàn nào nếu như muốn đi tiếp. Với 45 phút còn lại, đây không hẳn là một điều khó với sức mạnh đáng sợ của Liverpool. Dẫu vậy, nó cũng không hoàn toàn dễ bởi phía đối diện chính là thế lực hùng mạnh một thời của bóng đá châu Âu. Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2, không khí tại Anfield đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm được đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp tạo ra. Phút 50, Sadio Mane băng xuống đón đường chuyền thuận lợi từ đồng đội. Chỉ cần nhanh hơn một chút là cơ hội đối mặt với thủ môn sẽ hiện hữu ngay trước mũi giày. Đáng tiếc là nỗ lực truy cản của Sergi Roberto khiến cho đội chủ nhà chỉ nhận được một quả phạt góc. Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của tiền đạo người Senegal bởi anh biết chỉ cần mình cố gắng một chút nữa thôi thì bàn thắng sẽ ngay lập tức đến với đội nhà. Quả phạt góc ngay sau đó của Liverpool cũng đem về những sóng gió trước khung thành của Ter Stegen. Trung vệ Virgil van Dijk mặc cho hậu vệ đối phương theo kèm rất sát vẫn có thể tung ra một cú đánh gót hết sức nguy hiểm. Mặc dù bị bất ngờ, thế nhưng thủ thành Ter Stegen vẫn kịp phản xạ để từ chối siêu phẩm của trung vệ người Hà Lan. Ngay sau đó Barca cũng có một pha đáp trả đầy sức nặng. Luis Suarez đã có một pha di chuyển cực thông minh trong vòng cấm để đón đường chọc khe từ người đồng đội. Tuy nhiên, nỗ lực dứt điểm về góc xa khung thành của tiền đạo người Uruguay đã bị Alisson Becker ngăn cản. Trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ cực cao trong những phút tiếp theo với nhuệ khí dâng cao cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả trên sân nhà. Liverpool khiến cho đối thủ cảm thấy nghẹt thở với những pha tấn công cực kỳ sang nét. Với sự vượt trội hơn về thời lượng cầm bóng cũng như số lần dứt điểm, điều mà Liverpool cần cũng đến.
Điều mà Liverpool cần cũng đã đến, xuất phát từ tình huống Alexander Arnold có bóng bên phía cánh phải. Cầu thủ này thực hiện một pha tạt bóng quen thuộc vào vòng cấm, bóng đập người hậu vệ Barca đổi hướng, vô tình khớp nhịp với đà băng lên của Wijnaldum. Cầu thủ áo số 5 dễ dàng dứt điểm tung lưới Barca. Người Liverpool như vỡ òa với bàn thắng sớm của cầu thủ vào sân thay người. Còn bên phía Barca, người ta bắt gặp hình ảnh Messi lặng lẽ vuốt râu cùng với biểu cảm vô cùng thất vọng. Khoảng cách còn lại chỉ là một bàn mong manh. Với tinh thần lên cao thì ai cũng nghĩ việc The Kop có thêm bàn sẽ là một lẽ đương nhiên. Chỉ có điều là không ai nghĩ được rằng nó lại đến sớm như vậy. Chỉ 3 phút sau, tiếp tục là Wijnaldum với cú đánh đầu dũng mãnh khiến thủ thành Ter Stegen chỉ biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Với cú đúp có được sau chưa đầy 5 phút, Wijnaldum chạy băng băng về phía các khán giả có mặt trên sân để ăn mừng. Ánh mắt của anh chàng mặc áo số 5 liên tục đảo quanh các khán đài để tận hưởng sự bùng nổ cảm xúc trên các khán đài ở Anfield. Đối lập với niềm vui của đội bóng vùng Merseyside là nỗi thất vọng tột cùng của cầu thủ Barca. Hình ảnh những cái bóng áo xanh như bị nuốt chửng bởi niềm hân hoan của các khán giả đội nhà. Khoảnh khắc mà chẳng ai quên được chính là bóng lưng của chiếc áo số 10 của Messi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn đội bóng của mình bị chọc thủng lưới lần thứ 3 trong trận đấu. Ngay ở khoảnh khắc này có lẽ El Pulga đã cảm nhận được điều gì đó chẳng lành cho đội bóng thân yêu của mình. Dẫu sao thì mọi thứ vẫn chưa kết thúc bởi trận đấu lúc này mới chỉ trở lại thế cân bằng. Với kinh nghiệm của mình, Barca hiểu rằng cần phải làm giảm nhịp độ trận đấu xuống để ngăn đà hưng phấn của The Kop. Liên tiếp sau đó là những pha phạm lỗi đến từ hai bên. Mọi niềm hy vọng lúc này của Barca đều đổ dồn về phía của đội trưởng Lionel Messi. Người ta mong chờ anh có thể tỏa sáng như bao lần để cứu giúp đội nhà khỏi tình huống nguy hiểm này. Thế nhưng siêu sao người Argentina như mất hút khỏi trận đấu khi không tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý. Những pha solo đi bóng thương hiệu lúc này đã không còn hiệu quả khi vấp phải quá nhiều sự theo kèm sát sao từ các hậu vệ của đội chủ nhà. 20 phút cuối trận, Barca bắt đầu có những sự thay đổi nhân sự để làm mới hàng công. Dẫu vậy, kết quả vẫn không được như họ mong muốn. Đang chật vật tìm kiếm một cơ hội ghi bàn thì đội khách bị dội một gáo nước lạnh ở phút 79. Tưởng chừng chỉ là một quả đá phạt góc bình thường thì bi kịch đã xảy ra. Nhận thấy sự chỉnh mảng của cầu thủ Barca, Trent Alexander-Arnold đã ngay lập tức quay người tạt bóng thẳng vào trong, khiến hàng hậu vệ đội khách chẳng kịp phản ứng. Rất nhanh chóng, Divock Origi nhẹ nhàng đệm bóng tung lưới đối thủ, nâng tỷ số lên thành 4-0 cho đội chủ nhà. Tổng tỷ số sau hai lượt trận lúc này là 4-3 nghiêng về phía Liverpool. Lần này thì đúng là một cơn địa chấn thực sự. Hình ảnh của Messi lại một lần nữa trở thành tâm điểm trong niềm hân hoan tột độ của người Liverpool. Từ biểu cảm bất lực, thất vọng và lần này là khó hiểu, đội bóng của anh vừa phải nhận một bàn thua trời ơi đất hỡi bởi một phút lơ là. Lần này thì hết thật rồi. Từ lợi thế 3 bàn, giờ đây Blaugrana lại bị dẫn ngược. Ngay cả những cụm viên của Liverpool cũng chẳng thể tin vào điều này cho đến khi nó thực sự xảy ra. Những phút cuối trận dường như Liverpool không muốn tấn công nữa và tập trung nhiều hơn cho mặt trận phòng ngự. Họ dần rút hết cao thủ tấn công ra để gia cố hàng thủ. Dù được cầm bóng nhiều hơn, thế nhưng Barca vẫn thể hiện bộ mặt bạc nhược như từ đầu trận đấu và chẳng tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý, dù khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Với thế trận như vậy thì 30 phút cũng chẳng đủ cho Barca tạo nên kỳ tích, chứ đừng nói là 5 phút bù giờ ít ỏi. Hồi còi của trọng tài vang lên cũng là lúc Liverpool ăn mừng như vừa thắng một trận chung kết. Bởi lẽ đội bóng của họ như vừa mới trở về từ cửa tử, đánh bại cả thần chết để một lần nữa tái sinh. Khán giả của Barcelona trên các khán đài của sân Anfield bỗng im bặt, không khí chìm vào hư vô, lọt thảm giữa bốn bề khán đài đang thực sự chìm đắm trong một lễ hội. Liverpool đã giành quyền bước tiếp vào vòng sau, không có hiệp phụ nào cả, không có loạt penalty nào cả. The Kop đã giải quyết Barca ngay trong hai hiệp chính, 4 bàn thắng và kèm theo đó là sự chênh lệch rõ rệt về cường độ chơi bóng. Một Messi làm vương làm tướng ở lượt đi đã bị hoàn toàn chia cắt ở lượt về. Bất lực, lặng im và cúi đầu, đó chính là những biểu cảm cuối giờ của Messi. Messi lại thất bại trong việc chinh phục Champions League. Còn Van Dijk cùng các đồng đội tiến thẳng đến trận chung kết. Người ta bỗng nghĩ về Dembele, giá như mà anh đệm thành công tình huống cuối trận lượt đi, mọi chuyện đã rất khác. Song quá khứ đã không thể thay đổi và kết quả đã được định đoạt. Barcelona lại một lần nữa biến thành trò cười khi bị lội ngược dòng. Xin chúc mừng Liverpool với chiến thắng này. Khoan nghĩ đến trận chung kết đã nào. Đây là lúc để ăn mừng và nhớ nhé, you never walk alone.